Xin chào tất cả mọi người. Hiện tại mình đang có mặt tại CCPay ở quận 7. Và dạo gần đây cũng có khá nhiều bạn thắc mắc bên trong CCPay gồm có những gì và hoạt động của nó như thế nào. Chính vì vậy, hôm nay mình sẽ đến trải nghiệm và review cho các bạn được biết nhé. Theo mình được biết, bình thường các bạn kiến trúc sư, thiết kế freelancer khi mà thực hiện một cái dự án nào đó mà đến cái giai đoạn mà các bạn chọn vật liệu và sản phẩm nội thất để đưa vào bản thiết kế thì các bạn phải đi tới rất là nhiều showroom khác nhau để tìm hiểu thông tin và lựa chọn. Đó cũng là một điều rất là khó khăn và mất thời gian cho các bạn. Và để giải quyết được những cái khó khăn đó thì CCPay ngồi trưng bày các cái sản phẩm nội thất và vật liệu ngành nội thất thì đã tạo ra một cái không gian làm việc Designer Hall ở tầng 3 dành cho các nhà thiết kế về lĩnh vực nội thất. Và cùng mình vào xem thử bên trong CCPay có những gì nhé. Tầng 1 sẽ là không gian trưng bày các cái sản phẩm nội thất của các cái nhà cung cấp hàng đầu trong nước và quốc tế, như là những loại đèn, vừa, cara, nội thất văn phòng hay là tủ bếp. Tiếp đến mình muốn giới thiệu thêm cho các bạn về tầng 2, khu trưng bày vật liệu với 20 showroom và hơn 100 gian hàng mẫu trưng bày vật liệu nội thất. Mình đã lên đến được tầng 3, Designer Hub, không gian làm việc cho nhà thiết kế. Đây là không gian làm việc chung cho tất cả các nhà thiết kế với các cái cụm văn phòng được trang bị đầy đủ tiện nghi hiện đại. Và bây giờ mình sẽ vào bên trong trải nghiệm như một người dùng bình thường cho các bạn biết và cảm nhận nhé. Khi bước vào sảnh thì mình cảm thấy không gian ở đây khá là rộng và thoáng mát. Đây phía bên tay phải mình là quầy reception, là nơi mà các bạn có thể đăng ký chỗ ngồi và các cái thông tin cần thiết tại quầy. Đối diện mình là khu ngồi chờ và khu làm việc nhóm. Mình thấy ở đây được thiết kế theo những ô riêng biệt, thích hợp cho nhóm cá nhân từ 2 đến 4 người được ngăn cách với nhau, và nó sẽ tạo ra một cái cảm giác riêng tư cho công việc hoạt động nhóm. Ở phía bên kia thì mình thấy có khu pantry. Khi mà làm việc thì ai trong chúng ta cũng không tránh những cái mệt mỏi và căng thẳng đúng không nào? Đây là nơi mà các bạn có thể thư giãn này, dùng nước này hoặc là một bữa ăn nhẹ nào đó. Và dường như mình thấy ở đây có đầy đủ hết tất cả những cái thiết bị cần thiết như là chậu rửa này. Ở bên kia có máy cà phê và cả có lò vi sóng nữa. Thì mình thấy cái khu pantry này á, nó đang đón ánh nắng á, tự nhiên từ cửa sổ bên ngoài. Và các bạn cũng biết thì ánh sáng tự nhiên có thể giúp người ngồi làm việc tránh được những cái tình trạng mệt mỏi và đau đầu đúng không? Và đặc biệt là điều này sẽ đem lại cái hiệu suất làm việc cao hơn. Theo mình thấy thì không ngoài cái thiết kế đẹp và đầy đủ các tiện nghi thì nơi đây lại mang lại một cảm giác rất là thoải mái, đáp ứng được các cái nhu cầu cần thiết cho người sử dụng. Và mình thấy ở phía trên bục á, thì mình khắc tên của những nhà kiến trúc sư nổi tiếng trên thế giới. Như các bạn được biết á, trong ngành kiến trúc nội thất chúng ta thì sẽ có rất là nhiều những buổi hội thảo về chuyên đề vật liệu hoặc là những chuyên đề về giải pháp thiết kế chẳng hạn. Thì mình nghĩ nơi đây là nơi rất là phù hợp để có thể tổ chức những cái buổi chuyên đề đó. Với cái số lượng mà mình ước lượng ở không gian này thì đủ chứa cho khoảng 2-30 người. Ở đây có một quyển sách từ điển tiếng Anh cho các từ chuyên ngành nội thất và kiến trúc. Quyển này mình thấy khá là dày và mình cũng không nghĩ lại có rất là nhiều từ chuyên ngành vậy đâu. Rõ ràng đây là một trong những nơi lý tưởng trong khu này để các bạn có thể mày mò và sinh ra nhiều ý tưởng trong quá trình thiết kế. Một trong những điều hay ho nhất đối với một người thích tìm tòi như mình thì ở đây có một kho sách chỉ dành riêng cho dân thiết kế.
Và tiếp đến mình sẽ cùng các bạn vào bên trong khu làm việc để xem họ bố trí nơi làm việc như thế nào nhé. Nếu mình là một cá nhân đã đăng ký thì mình sẽ chọn và ngồi vào những vị trí như thế này. Ngoài ra ở đây còn có những văn phòng làm việc cho team nhóm, những trường hợp mà team nhóm hoặc là làm việc theo kiểu dự án thì mình nghĩ không gian này sẽ rất là phù hợp. Vì không gian này được thiết kế theo kiểu không gian đóng, nó tạo được một cái sự yên tĩnh cho quá trình làm việc. Nếu như những ai muốn thay đổi không khí làm việc hay có nhu cầu làm việc gần gũi với thiên nhiên thì có thể ra phía bên ngoài này. Ở ngoài này thì cũng được bố trí những bộ bàn ghế để các bạn có thể vừa làm việc vừa ngồi thư giãn. Ban đầu thì mình thấy ở đây có hai căn phòng khá là lạ. Mình không biết căn phòng này có cái chức năng gì, nhưng mà sau khi tìm hiểu thì mình mới biết được đây là căn phòng dùng để nghe điện thoại. Và trong cái quá trình làm việc thì không tránh khỏi những cuộc gọi điện thoại với đối tác hoặc là khách hàng. Thì mình sẽ vào đây để nghe điện thoại, vừa tạo được cái sự riêng tư cho bản thân mà lại không ảnh hưởng đến mọi người xung quanh đang làm việc. Đây là một căn phòng thật sự mình muốn giới thiệu cho các bạn, vì mình nghĩ cái nơi đây rất cần thiết cho những nhà thiết kế. Vì ở đây được đầu tư những bộ máy có cấu hình rất là mạnh, chuyên để render và đầy đủ các phần mềm chuyên dùng. Và đây là khu thư giãn, khu mà bạn có thể vừa đọc sách nè và có thể làm việc bằng laptop cá nhân của mình. Theo mình được biết thì ở đây được trang bị những chiếc ghế khá là đặc biệt, và hai bên ghế được thiết kế có cấu tạo cách âm mang thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản. Và đây là cảm nhận trực tiếp của mình khi mình ngồi lên chiếc ghế này, thì hai bên thành ghế được cách âm khá là tốt, và trong quá trình làm việc thì hoặc là thư giãn hoặc là đọc sách thì bạn không có bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn xung quanh. Phòng họp là một phần không gian có vai trò đặc biệt quan trọng và mình nghĩ là không thể thiếu trong văn phòng của bất cứ cơ quan, tổ chức hay một doanh nghiệp nào. Vì vậy ở đây cũng không thể thiếu những phòng họp lớn nhỏ tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng. Và phòng họp ở đây cũng đầy đủ các cái nội thất cơ bản như là bàn họp, ghế họp, loa tivi, tủ tài liệu vân vân. Và mình nghĩ cái điều này sẽ đem lại một cái cảm giác rất là thoải mái, dễ chịu và đặc biệt là tạo cái hiệu quả cao cho cuộc họp. Sau khi được trải nghiệm hết một vòng ở Designer Hall thì thật sự mình rất thích và rất muốn làm việc ở một văn phòng như thế này. Và nếu mà được làm ở một văn phòng như thế này thì mình nghĩ mình đi làm cả ngày mình cũng sẽ không thấy chán. Và so với việc phải tốn kém rất là nhiều chi phí để thuê một cái văn phòng và phải đầu tư thêm về nội thất, thì ở đây bạn chỉ cần bỏ một ít chi phí thì có thể sở hữu được một nơi làm việc thật sự đầy đủ và tiện ích.
Để check-in và sử dụng Google Booking, các bạn lưu ý chỉ dành riêng cho kiến trúc sư trên hệ thống kiến trúc.com. Rất đơn giản, bạn chỉ cần vào trang cá nhân của chính bạn trên hệ thống kiến trúc.com mà bạn đã đăng ký trước đó, rồi bạn đưa cho lễ tân. Và các bạn nhớ để ảnh thật của mình là được. Chi tiết gói ưu đãi dành cho các thành viên của kiến trúc.com, bạn có thể click vào link ở phần mô tả video này sẽ cập nhật sớm nhất.